Vân Anh và chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Trương Đăng Khoa xin được chào tái ngộ quý vị buổi tối ngày hôm nay. Vân Anh xin chào bác sĩ Khoa. Chào Vân Anh, chào quý vị VNTV. Today we have a special show in store for you guys. We have a special guest, Dr. Norma Ramirez. She's a dentist here. Her practice is in Chula Vista. And Dr. Ramirez, I'd like to just give a quick background on who you are and what you do. My name is Dr. Norma Ramirez. I have an office in Chula Vista called Beyond Dentistry. I'm a native San Diegan, studied in Cleveland, Ohio at Case Western Reserve. Welcome Dr. Ramirez to our show. Thưa quý vị, ngày hôm nay góp mặt với lại bác sĩ Trương Đăng Khoa là vị nha sĩ. Tên của cô là Norma Ramirez. Cô có cái văn phòng ở vùng Chula Vista. Và ngày hôm nay trong chương trình của bác sĩ Trương Đăng Khoa sẽ chia sẻ với chúng ta với cái đề tài là cái sự quan trọng khi chúng ta cần phải đi gặp dentist để check up hàng năm, cũng như là việc khám mắt để mà phát hiện ra những cái bệnh kịp thời. Mời bác sĩ Khoa. Yes, so today's show we're going to emphasize why is it so important to get not only your eyes checked, but also your teeth checked. You know, growing up, I've always been scared of the dentist, you know, but we know we got to go every year, at least every year, to make sure we get our cleanings, because there's many eye disease, many diseases, not only also eye diseases, systemic diseases, that correlate with the teeth. And you can detect it, Dr. Ramirez, during your dental exams. And so that's the main topic we'd like to discuss today. And Dr. Ramirez, if you could mention, first start off, what would be one of the main things we'd be looking for in your dental exams? The main thing is dental decay. That's the number one disease, besides a common cold. Mm-hmm. The other one would be inflammation and infection in the mouth. Mm-hmm. Third would be oral cancers in the mouth. Mm-hmm. Head and neck. Yes. And also, one of the things during an eye exam I always look for is if the patient has diabetes. I know that's one of the things you can detect during your dental exams, because not only the diabetes, it affects the small vessels in every part of our body. So when I look in the eyes, it's going to affect the vessels, the arteries, the veins. And also during your dental exams, you could see especially the bleeding, and then when it doesn't heal as well. Is that one of the things yes. you see as well? Diabetics have a slower process of healing, mm-hmm. so gum disease is more prominent, and periodontal disease can be more prominent if not detected early, mm-hmm. and their blood sugar levels are not controlled. Mm-hmm. Thank you, Dr. Ramirez. It's very informative information. Thưa quý vị, cũng như bác sĩ Khoa và bác sĩ Ramirez vừa mới chia sẻ với chúng ta là cái việc rất là quan trọng, chúng ta cần phải đi khám bác sĩ mắt cũng như là bác sĩ răng. Tại vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng khám bác sĩ mắt chỉ răng chỉ là những cái bệnh thông thường về mắt về răng thôi. Nhưng thưa quý vị, rất là quan trọng khi mà chúng ta đi khám như vậy thì vị bác sĩ mắt cũng như là bác sĩ răng dentist của chúng ta sẽ phát hiện ra những cái bệnh như là về diabetes, tức là về tiểu đường, cũng như là những cái chứng bệnh về cancer rất là nguy hiểm, thưa quý vị. That's why it's real important to get the checkups, not only the eyes but the teeth, because diabetes is actually a leading cause of blindness here in the U.S. and the excessive bleeding can cause periodontal disease, can cause a whole myriad of symptoms, Dr. Ramirez. And could you give maybe a case example of something you've seen that with the diabetic patient? For example, if a patient is not controlled diabetically, mm-hmm. with their sugars, and they haven't been to the medical doctor very often to mm-hmm. check those levels, I will notice increased bleeding, mm-hmm. increased inflammation of the gums, the healing isn't as well. Mm-hmm. They complain of gum tissues being mm-hmm. inflamed and soreness. Yeah, especially with the eyes, when I see a patient who has early signs of diabetes, I ask the questions like, is there excessive, are they thirsty a lot, or do they have to use the restroom frequently? There's certain symptoms that a lot of times they think, oh, maybe they work out a lot, maybe they're sweating a lot. I had a patient, he was young, he was 29 years old, never healthy, as he's working out all the time, so really into fitness and eating healthy, but he was just wondering why he was so thirsty. So he's sweating a lot, very thirsty, and then he came in, his prescription changed dramatically. We're talking about a big shift in the prescription, so I right away I sent him to his primary doctor to get double checked, because that was one of those. And then lo and behold, he had undetected diabetes. And then if left uncontrolled, it actually could have caused a shock in his system. He could have been hospitalized.
Vâng, thưa quý vị, Dr. Ramirez cho chúng ta biết là khi mà trong những cái case khám răng của cô đó, thì cô đã phát hiện ra những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, bệnh nhân bị chảy máu rất là nhiều, cho nên nhiều khi những cái người bệnh nhân này đã không được đi khám bác sĩ thường xuyên, cũng như là bác sĩ khoa đã chia sẻ những cái người bệnh nhân đến với bác sĩ khoa, bác sĩ thấy có những cái dấu hiệu khác thường thì lập tức bác sĩ khoa cũng như là viện nha sĩ của chúng ta sẽ gửi ngay lập tức chúng ta đến những cái viện bác sĩ đặc biệt để có thể chữa trị bệnh của chúng ta kịp thời. And Dr. Ramirez, I recently read an article that there's certain things like cardiovascular disease that you can detect and also a possible future indicator of a stroke. It could bacteria in the mouth if left not detected can cause, it's bacteria in the mouth that circulates through the blood system into the heart and can cause plaques to hold into the arteries and can cause blockage, also endocarditis as I see. Yeah, because our mouths are just full of bacteria. Right? It's actually one of the dirtiest parts in the body. So that's pretty, you know, when you kiss someone, you got to be careful because there's so much bacteria in our mouths. And then sometimes that bacteria builds up underneath without the proper cleaning. And then that can actually get into an artery and block and cause that stroke. Then you can see that. So that's one of the things you can prevent. Definitely. Thưa quý vị, một cái yếu tố rất là quan trọng mà Dr. Ramirez, bác sĩ Ramirez sẽ cho chúng ta biết là có những cái người bệnh nhân đến khám răng thì vì răng miệng không được sạch sẽ, những cái vi khuẩn, những cái vi trùng trong răng, nhiều khi chúng ta nghĩ là nó chỉ nằm ở trong cái miệng của chúng ta thôi, nhưng thưa quý vị, nó có thể đi vào những cái đường máu để mà block những cái tĩnh mạch của chúng ta, gây ra những cái bệnh mà gây hậu quả rất là khôn lường, cho nên rất là quan trọng chúng ta phải đi khám bác sĩ răng cũng như bác sĩ mắt, phải không bác sĩ Khoa? Vâng. And so another one I recently read was osteoporosis, because when you do an X-ray, you're looking at the integrity of the bone, and so especially women in later years can possibly, that's one of the things that you can detect most as well. How does that work? What kind of things do you look for that? In the X-rays, they definitely will take them 6 months to a year and look at the different, how the bone densities look in patients to prevent these issues, especially postmenopausal, especially female patients. We can notice some differences in bone densities, and we can refer them to their medical doctors to prevent any breakage in bones. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đi khám bác sĩ dentist, không những là chỉ phát hiện ra cái bệnh về gum disease, mà trong đó bác sĩ còn khi mà chụp hình về xương, nha sĩ còn phát hiện ra những cái bệnh như là về cái xương của chúng ta bị rỗng, nhất là với những người phụ nữ mà bị trong thời kỳ mãn kinh thì rất là quan trọng, thưa quý vị, cho nên một lần nữa rất là quan trọng chúng ta phải đi khám dentist. And then one of the most interesting I read recently is in terms of women who want to be pregnant. They said that it can be attributed to low birth weight. That it's because of those bad bacteria, the buildup, right? With periodontal disease, can really cause possibly miscarriage or babies who have, you know, very low birth weight or very premature babies. Most definitely. Why is that, Dr. Lewis? The bacteria again in the mouth that builds up, and if it's not detected or if you haven't gone to the dentist in a very long time, builds up in your mouth, and all of that is circulating through the body into the uterus, into the embryo, and can cause low birth weights. Can cause the infections in the UV for the infants or the embryos. Also, patients that are pregnant will suffer from gingivitis a lot more so. I see. And so not only do you get the bad breath when you have the bad build bacteria, but it can cause a lot of serious systemic diseases. Vâng, thưa quý vị, một cái điều mà có thể là ít chúng ta biết đến là, thưa quý vị, khi mà miệng của chúng ta bị nhiễm trùng, có nhiều vi trùng như vậy thì đối với các người mang thai cũng rất là ảnh hưởng đến hài nhi của chúng ta, vì một lần nữa những cái vi trùng ở trong miệng của chúng ta có thể đi vào trong cơ thể của chúng ta và đi vào cái phần mà chúng ta đang mang, tức là cái hài nhi trong đó, sẽ gây ra cái lượng mà khi mà các em sinh ra trước thiếu tháng rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Okay, lastly, I want take-home points. Yes, as a dentist, what would you recommend to take proper care of our teeth? Yes, see your dentist twice a year. Brush your teeth twice a day. Yes, definitely. Floss once a day. Thưa quý vị, một cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải đi gặp nha sĩ 2 lần một năm, một ngày 2 lần chúng ta đánh răng, và chúng ta floss, thưa quý vị, là phải everyday, chúng ta không được quên cái điều đó.
Okay. Còn bác sĩ khoa thì như thế nào? Mình làm sao đi mm-hmm. khám bác sĩ mắt như thế nào để chúng ta có một cái mm-hmm. Sức khỏe tốt? So, the, you know, our eyes are extension of our body. So I always stress eating healthy, staying healthy, living a healthy lifestyle, and seeing your eye doctor once a year. Some patients can be seen twice a year, or every 2 years, but a lot of times if there's any family history of any eye diseases, any diabetes, high blood pressure, those are some things we spoke about earlier where we can detect it early. And to detect it, you know, we want to prevent it from happening. And if caught early, no damage is done, everyone's healthy, everyone's happy, that's kind of what we want to practice, Dr. Ramirez and I. It's more about preventive health. We don't want to get to the point where the patient's in a lot of pain, a lot of suffering. So if we can do everything we can to take care of the patient before any symptoms or any of the pain happens, that's what we strive to take thank care you, of. Bác sĩ Khoa rất là nhiều. Dr. Ramirez, thank you so much for sharing all the good information that we all can follow up with. Thank you so much. Thanks. And cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của bác sĩ Trương Đăng Khoa lần sau. Yeah. Cảm ơn VNTV.